DS 1060 nhá, con này mới keng luôn. À, xe nó đẹp. Đẹp tuyệt đối luôn nha. Rồi được rồi. Ừ, đang quay. Sáu mươi nhá. Test. Nó mới keng luôn nha. Nhập về là nó mới tinh luôn. Con xe ghê lắm. Nó quá mới. Bên em đang rửa cho mọi người coi. Ốc này toàn bộ ốc 60 hết. Nhập về là mới tinh này, heo dầu bếp dầu này. Bếp dầu này. Thấy không? Nó vàng ươm luôn nha. Rồi tắt đi. Thử test vậy thôi. Stop này. Đã. Mới tinh. Má con xe nó đẹp. Đang dọn nha, đang dọn nha. Đang dọn nha. À, con xe gần như là nó mới tinh. Rất là mới. Ốc này không có đối thủ luôn. Nó về là nó đẹp sẵn nha. Yên ít này, rin ít này. Yên này. Yên xe này. Ồ, còn rin luôn đấy. Mà nó đẹp như này luôn. Này. Rất là mới. Thùng đồ này. Thùng đồ nó mới tinh luôn. Ốc này vàng ươm luôn. Rất là đẹp. TS 1060. Mâm này rin luôn nha, lốp rin Nhật luôn nha. Chưa hề nứt nẻ, chưa hề gì hết. Đây. 8.3 chứ 8-22. Không số lốp, chưa nứt nẻ nha. Lốp đẹp. Lốp trước nứt rồi. 400-12. Đấy, gầm bệ gần như chưa sử dụng bao nhiêu luôn. Đây. Đang rửa nha. Mát rửa ra phát nữa, còn mới nữa. Rất là đẹp. Đẹp vô đối luôn. Rồi mới keng nha mấy bác nha. Một con xe đình đám TS. À, ghê thiệt. Chốt này. Chốt này. Dàn MR 8 dàn sới. MR 800, MR 800. Cực kỳ đẹp nha. Ủa, hai con xe không có đối thủ luôn. Ghê thiệt, màu sơn nó còn bóng lừ luôn. Rất là đẹp, nói chung là đẹp tuyệt vời. Những dòng này là hệ thống thủy lực của nó là xài nhớt riêng luôn, nên là rất là bền. Bơm ben, bơm đồ cũng không bao giờ trục trặc hết á, bởi vì nhớt của nó là hoàn toàn chạy nhớt sạch. Nên là bao mọi người là nó rất là bền. Đồ nồi đồng cuối đá đây. Thôi còn 7 màu luôn. Rất là đẹp. TS 1060 nhá. Cái nắp này chưa nắp kín nha. Đây. Thấy chưa? Đẩy vô phát là cái chốt này mà nó chưa bị gì luôn này, chưa có màu trước luôn này. Đấy. Bục lên. Lấy nó lên cái chốt này. Dày cui.
rất là đẹp nha. TS cánh quạt bằng sắt luôn, bao xài, bao xài tẹt ga, những lọt son này còn 7 màu luôn. Rồi, mũ số 10 hết toàn bộ, máy móc bao ok number one. Đó, mọi người coi cho kỹ, cực kỳ đẹp nha. TS 1060, bác nào cần nhu cầu sử dụng ít xe một cầu thì con này nhất của đất luôn, không có đối thủ luôn, không có đối thủ luôn nha. Những con này rất là bền bỉ, rất là VIP. Ghế cái clean hết đây còn ống lên 7 màu luôn, còn trắng luôn. Cần này đấy, gần như con này đây, cái màu sơn đây mà nó còn luôn nha. Thấy không? Đây, thấy không? Còn luôn, đủ mã ghê. Đây, những cái dấu ốc đó, họ đánh dấu mũ á. Đó, họ có đánh màu sơn vô, vẫn còn luôn. Giống như những chiếc Honda đời mới giờ đó, những chiếc xe máy đó, họ có đánh dấu ốc tôi những cái đó, còn luôn nha. Ghê thiệt, mới tinh. Thôi, không nói gì nhiều, con này bên em ra giá 38 triệu. Được rồi mấy bác, ủng hộ. Quá đẹp cho một con TS. Chốt chiếc này, rin hết nha, còn 7 màu luôn, nguyên rin, y xì dày. Mấy bác mua được em bán nha, 38 củ được là quốc. Rồi, mấy bác mua ủng hộ nha. Đó, vậy bên em vẫn còn phải làm lại thêm phát nữa cho nó đẹp nữa. Làm cho cực đẹp luôn, về mấy bác chỉ sử dụng thôi. Rồi, ok mấy bác nha.